Mày có thấy tao không? Cứ đi đi. Thằng Cường ra đứng tập thể dục. Cái đứng quơ tay múa chân rồi đó. Ơ, chào bác trưởng thôn. Ô, chào chú công an. Đâu về thế? Mới đi uống cà phê với đồng chí bí thư huyện. Quá chán. Đợt thi đại học vừa rồi con chú thế nào? Ôi, nó đậu cành tre mà. Sao mà giỏi thế? Đây con chú được khoa. Con tôi thì phải ra thôi. Đậu đại học cuối 1 được rồi. Ồ, Trường Lạc à. Đó rồi. Chứ ông có tính cho con ông sao chưa? À, tôi đang kiếm mối và tống nó đi. Vậy đó hả? Chưa kiếm được mối nào chưa? Chưa, đang kiếm thôi. Gãi cho con đi. Thằng này cái đầu này. Biết. Thôi, tôi chào chú tôi đi về. Tôi cũng chào chú tôi đi công chuyện. Rồi, được. Tao nhìn mặt mày là thấy ghét rồi chứ. Mày quét nhà kiểu gì mà dơ vậy mày? Sạch mà. Sạch nè. Dơ vậy mà còn cãi hả? Tao vừa mới bị cha công an xã làm nhục ngoài đường kìa. Dơ mày còn cãi hả? Dạo này sao không thấy nào về chào tao hết vậy? Vậy em cũng không biết, không thể cao điện thoại cho tụi nó coi. Sao mày kêu tao gọi? Mày gọi điện thoại cho Hương ngay cho tao. Thì dạ, Hương. Dạ, dạ. Lẹ lên. Không mày kêu, con Nga kêu là cứ nói đi. Alo. Cái này mình cắt tiếp. Mày đang đâu á? Đại ca gọi mày về gấp kìa. Ừ. Lẹ. Nó bảo sao? Nó bảo, như là mẹ cho. Ừ. Dạo này chú mày làm gì mà không có đứa nào dạy tao vậy? Dạ khổ quá anh ơi, dạo này gái quê nó đi thi đại học. Không còn đứa nào ở làng hết anh à. Tao không cần biết, kiếm gái là chuyện của mày. Dạ. Cuối tuần này không có thì đừng quay về đây gặp tao nữa. Dạ em biết rồi ạ. Chà, gái ai đẹp ta? Ủa? Phải làng Phan Thị không con? Dạ phải chú. À. Dạ. Đẹp quá. Hết chưa đi ha. Rồi. Mày cứ để ra đi, mày lòng tiếng sao? Không ai biết đâu. Để lâu lâu chút. Con hàng ngon lắm. Để giờ anh thăm dò thử rồi sao nha. Đợi không? Mày dòm ngó vậy? Đi chung cách đi. À, chào bác. Con tèo nè. Mày ăn nào? Con tèo nè. Tèo nào? Tèo của sớm nè. À, mày tèo con bà Tám phải không? Dạ đúng rồi. Ừ, người tình cũ của tao á. Dạ nào bác khỏe không? Cũng được. À, uống nước đi con. Dạ, cảm ơn. Không biết lo gì đâu. Hôm nay đi đâu mà giờ này mới thấy mặt mày ở đây vậy? À, con đi học thành phố. Mày như bác đưa có đứa con gái phải không bác? Ôi, con cái tao có cái con bom nửa chậm mà. À, con học thành phố, con có quen mấy người dạy nghề đó. Ừ. Thì bác cho nó theo con đi. Lên em mày làm gì? Em mày làm gì? Cho nó theo con lên thành phố học nghề. Ừ. Ngon á. Đó, chừng vài năm về là kiếm vợ làm kiếm tiền cho bác được rồi, làm giàu liền. Ừ, được. Vậy là tốt. Vậy cho bác chồng anh phải đi theo mày. Ờ, bác mày chở nó đi luôn thì càng tốt. Vậy có về bác về bác nói với nó là sắp xếp bữa sau con qua rước nó đi nha. Ừ, ừ. Về con. Dạ, rồi bác đi. Cái Diễn. Bác mới chơi gặp tèo hả? Mày nạt tao hả? Rồi sao? Tao chuẩn bị cho nó đi theo tèo đi lên thành phố. Mày là hết tư tưởng được rồi nha con. Cái hàng đó là cái hàng lừa đảo đó bác. Lừa đảo mày đâu mà mày sợ. Đi dẹp.
đâu. Cứu người, cứu người. Chuyện gì? Cậu cứ bình tĩnh, cậu xuống đây rồi nói chuyện. À, chuyện này khẩn cấp lắm, không phải chờ lâu được. Bình tĩnh đi. Chuyện gì? Tôi sẽ trình bày cho chú nghe. Chú đi theo con rồi, đi. Rồi, chú thấy tôi. Vô rồi đó. Rồi, vô đi. À, chào anh. Chào chú. Con mua bé muốn theo anh đi học nghề nè. Đây là ông chơi sông dông. Con ráng theo chú đó mà học nghề chưa? Được. Chú sẽ giúp. Giỏi. Theo chú mà học đi con, con ráng giỏi chưa? Đó chú. Gì đó? Chú. Đi em. Đi. Tôi làm gì đâu? Đi gì đâu? Giết. Trời ơi, từ ngày con Hư nó đi, nhà cửa bừa bộn, hoa héo hết. Còn mình khổ buồn ghê, biết dẻo chứ nó đi rồi. Này con vô đây với chú. Dạ. Chú đi đâu đây? Được. Ừ, giờ chứ đi đâu? Con này mày đi học với thằng Tèo mà sao mày về đây á mày? Khóc lắm cái gì? Khóc một tí là bị lừa và bén qua bên kia. Sao mà bén? Nó đi học mà. Đường dây buôn bén con gái người ta đó. Hên mà thằng có thằng Thanh này nè. Nó chỉ dẫn tôi nè, tôi bắt về nè. Và đưa con này về nè. Vậy hả? Thanh thiệt là anh hồ đồ quá. Ai biết tôi với thằng Tèo nó mặt nó sáng sủa. Vậy mà tối giờ nó vậy. Lừa đảo đó. Khổ quá. Anh nhận lỗi chưa? Biết lỗi chưa? Chú biết lỗi rồi chú. Tôi buồn quá. Thiệt tình. Con thôi, con đi vô nhà đi con. Con cái cũng là con cái. Đứa con trai hay gái cũng vậy. Ráng thương nha. Dạ. Cảm ơn chú. Còn hơn, ráng học, mốt thi thì học lại gì không? Dạ. Còn chuyện hai đứa này, ông lo đi. Tôi về. Dạ không? Dạ. Anh, ngủ đây con. Dạ. Rồi cắt đi.